đấy, sau khi xem phim xong rồi thôi mệt quá mai rửa cũng được đấy, như thế đấy, xong là sáng mai thì lại vì là xem tivi muộn ngủ mệt về rồi thôi bát đũa chưa mà tối mai về thì cũng được, tức là cái bát nó cả cái nhà bốc mùi và cuối cùng là tất mất vệ sinh. Thì đấy là một cái mà nó ví dụ chị em là cái chuyện là luôn luôn chuẩn từ từ mới làm, luôn luôn tạo từ từ tự cho mình biết hoặc mình tự tìm ra cái cớ để mình trì hoãn cái việc đó, tự mình giải thích cho mình, tự mình tìm ra cái cớ, đấy là cái bệnh của người trì hoãn, đúng không? Ví dụ thế, tức là thứ hai cái bệnh người bệnh trì hoãn là gì, là không dứt điểm và rất là lan man. Ví dụ như là ở cơ quan có ba cái việc cần làm đó, thì làm một tí việc nữa thôi xong lại thấy nó hơi khó thì lại nhảy sang việc khác, cái việc khác làm chưa nơi chưa xong thì sao nhảy sang việc thứ ba, thế thì ba cái việc đấy cả một ngày ấy chả cái việc nào ra cái việc nào cả, đến ngày hôm sau xếp lại ra cho ba cái việc mới, thế là thành sáu việc, xong việc mỗi việc một tí mỗi việc tí, thế là lúc nào cũng rối tung rối mù, người rất bận bịu và việc cũng làm không hoàn đấy. Thì cái chỗ này là gì, là làm cái việc gì đó để dứt điểm cái việc đấy có kết quả thì dành những cái thời gian cho việc khác. Chứ còn là rất nhiều người bị thay cái được là cứ mỗi việc làm một tí, mỗi việc làm một tí, nó không dứt điểm. Đấy. Như anh Ngọc bây giờ rất hay, anh có một cái ví dụ rất hay không? Anh thuê nhà dứt điểm làm nhanh, thuê nhanh dứt điểm xong làm việc khác. Chứ nếu anh cứ lai dai đến ở cho thành phố Hồ Chí Minh, nếu anh tìm cái nhà cũng chưa tin được thì tìm đến nơi trốn, chưa ra đâu đâu anh đã bắt đầu đi tìm thợ, xong lại chưa dứt điểm đâu thì chả bao giờ anh thuê được nhà, mà việc nó cứ lan man chả được kết quả. Thì đấy là cái cách là gì, là việc nào dứt điểm đấy làm cho nó ra việc nó nên trốn trong sang được này. Đấy, thì đấy là cái mà chúng ta rất điểm, đừng có lan man vì là mọi thứ trở thành vô nghĩa nếu mọi việc mọi thứ đều không kết quả và nó chỉ đến nửa chừng lại nhảy cho người khác. Đấy là cái thói quen của rất nhiều người mà không thành công, đấy cho nên chúng ta không rất điểm lan man, đấy là cái bệnh à. Cái bệnh đứng lên chân mới nhảy, cái bệnh này học sinh rất nhiều, tôi đã từng bị, tức là đi thi đúng không, cũng là ngày 20 ngày thi thì trời đã đúng không, xem phim với bạn bè cà phê, sau đó ngày 10 bắt đầu ngày gần thi cách 3-4 thế là thức đêm suốt cả đêm học như một con vẹt, để thậm chí còn những ông là học xong là ví dụ là có 10 cái bài tập thì đủ thế học 5 bài thôi, xong lên bốc thăm mà bốc trượt cái bài mà không phải bài tủ mình là lại thi lại đấy. Ví dụ thế, tức là ở đây là cái bệnh là nước lên chân nó nhảy, tức là lúc nào cũng nghĩ là ôi đơn giản chả có vấn đề gì đâu, cứ từ từ không có điên mà vội chả, thế xong là lúc mà nó cú kích lên thế là nó không có học, nó sống không học, thì đấy là cái bệnh của cái người nước chân như vậy. Tức là tất cả những ai anh em chị em ngồi đây mà thấy mình mắc cái bệnh nào đây thì là không biết là mắc hết không hay là gì căn bệnh ra nhé. Cái người bệnh nữa, cái bệnh mà không có thứ tiên cho công việc quan trọng, cái bệnh này nhá rất ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta thành công không đấy. Tức là thứ ví dụ một người biết mình bệnh đau dạ dày đúng không, ôi chẳng sao đâu cứ đi chơi đi ấy, xong là vẫn đau, còn cứ đi chơi thế là trôi là 6-8 bữa cáo đi khám bác sĩ đã lại anh chị em lên trước là 3 tháng thì là lúc đang gọi là sinh tiết chưa sao thì sữa khỏi nó không vấn đề gì, nhưng mà mình cứ không ưu tiên, mình cái bệnh nó rất cần là mình ưu tiên đi làm thì lại không làm, thế lúc nó trầm trọng không cứu nữa thì là chết. Đây là một ví dụ về sức khỏe, còn rất nhiều thứ khác nữa đúng không, rất nhiều thứ khác đấy. Ví dụ bạn nào vừa nói là môi giới nhà nhỉ, đấy bạn vào môi giới nhà đúng không, cái việc bạn đang ra tiền đúng không, tập trung vào môi giới, thế lại đi làm cái việc bán hàng trên mạng không quen đúng không, bán hàng trên mạng thì lại nghĩ tưởng anh hay, cái bán mình chả kiếm tiền trong những cái việc môi giới nhà đang rất ăn thì không làm. Đấy là một ví dụ là không dành sự ưu tiên, tức là mình ưu tiên cái gì mà mình cảm thấy nó đem lại giá trị cho mình nhiều nhất, giá trị nó không chỉ là tiền bạc nhé, giá trị tình cảm, giá trị sức khỏe, có rất nhiều thứ giá trị, đừng quy ra tiền mà cái giá trị mình cảm thấy cần thì phải tập trung vào nhà để có rất tiền. Đấy thì ở đây cái câu chuyện là ví dụ ưu tiên rất là quan trọng trong cái việc mà mình dành cho cái việc đó. Đấy, nói ví dụ đây có thể chết người vì chuyện không ưu tiên đúng không, rất nhiều người trì hoãn trong chuyện đấy rất nguy hiểm, để nói cái ví dụ đây chị em thấy là nó rất kinh khủng, nó có thể đem đến cái chết thì chúng ta là hiệu quả tiền bạc. Cái chuyện ưu tiên này là không làm những việc quan trọng toàn những mà làm mặt bánh đúng không, đang làm bài thầy giáo bảo ngày mai cuộc thi để chuẩn bị làm bài tập ở nhà, sao lại lanh quanh lại ra tí nước ép tí lại internet xong tí gọi điện thoại, tại vì những cái đấy thì nó dễ dàng cảm xúc. Thế sao không đi học công an thị trường? Ví dụ thế, nên là không toàn làm chuyện đặt bánh liên quanh những chuyện cần ưu tiên là không làm. Và luôn cái này nó quan trọng này, lúc nào đưa lý luận tới những người chỉ chạy lắm lý do lắm. Em đến muộn bởi vì em tắc đường, em đến muộn vì em còn phải
cho con đi học em đến muộn đủ các thứ lợi. Và cái người bệnh của cái người chỉ bán là cái bệnh mà luôn luôn tìm lý do, đúng không? Tự tìm lý do chứ hoặc mình tự tìm lý do để giải thích cho người khác. Và khi ở công việc sau hiện đại, người ta là tôi không cần quan tâm đến lý do, không có lý do anh chị hoàn thành công việc và đến giờ. Ví dụ là 8 giờ đến công an biết là nó tắc đường, đúng không? Thế đi hẳn đến 5 giờ sáng. Và vợ tôi là cái bệnh gọi là chuyên đi muộn, bây giờ cũng bắt đầu vợ sửa sửa. Đấy là đoạn bệnh trì hoãn. Tất nhiên chị Ngoan là chị không trì hoãn nhiều thứ, nhiều thứ chị rất tích cực, mà riêng cái đoạn đi muộn là cái bệnh của chị rất nặng. Đấy, chị ngồi kìa, chị đang cười đấy. Đấy. Chị có mỗi cái bệnh chỉ bán rồi, các bệnh khác của chị là không sao. Là, ở đây có rất nhiều bệnh, thì tôi không biết ở đây là anh chị em là mắc bệnh nào. Tự ngẫm lại xem mình có mắc không. Mà tôi nghĩ là đa số người đều mắc hết, quanh lại nhẹ thôi. Đấy, tất cả mắc hết. Để chuyển đầu tiên mắc bệnh ấy nha. Vì cái tác hại của cái bệnh chỉ bán này nó đeo cho chúng ta rất nhiều tác hại. Rất nhiều tác hại. Thứ nhất là công việc không hiệu quả, vì nó chẳng ra đâu cả. Đúng không? Không dứt điểm thì không kết quả, không kết quả không có tiền bạc, không có sức khỏe, không có đạt được cái gì giá trị cho cuộc đời như này. Đấy, thì là nó rất là không hiệu quả. Thứ hai là rất nhiều rắc rối, bởi vì là chúng ta đến nơi mà muộn thì là chúng ta bị mất việc, đúng không? Bị sếp mắng hoặc bị bạn bè nó than phiền, rồi công việc không hiệu quả thì là người ta không thuê mình, vân 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 vân, rất nhiều rắc rối, rất nhiều bị chỉ trích và dẫn đến căng thẳng quá thì nghĩ là mình người vô dụng. Người vô dụng nhiều có thể tự tử trong câu chuyện này. Bởi vì thấy rằng mình vui, không có hiệu quả gì cả, chả đem lại gì đi lợi ích cho người khác. Và dần dần chui vào trong một cái con sò. Đấy, xong là giấu mình như thế. Đấy, có những người trong tệ là bị stress, trầm cảm vì cái câu chuyện này. Và những người bị như vậy. Bởi vì là khi mà cuộc sống nó không có niềm luôn luôn chỉ trích, cuộc sống không đạt được hiệu quả, cuộc sống không đa, không thấy vui vẻ, thì người ta sẽ bị trầm cảm. Đấy, rất nhiều người thì từ cái bệnh trì hoãn là thành bệnh trầm cảm thì là nó rất nặng thần kinh luôn, thấy không? Không đáng không? Vậy là cái câu chuyện dẫn đấy là mình cảm thấy tội lỗi vì mình không hoàn thành công việc, không đem lại hiệu quả gì cho những người thân thân mình, không đem hiệu quả cho tập thể của mình, không đem hiệu quả cho xã hội, thế nó tội lỗi, thế nó cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Thì đấy là cái mà cái tác hại của bệnh trì hoãn rất kinh khủng. Đấy thì là mọi người dân rất lưu ý. Thế sau khi biết được cái đấy là tác hại thì chuyển sang như những nguyên nhân của nó cái gì? Nguyên nhân của gì là thứ nhất là do cái có thói quen lười biếng. Bản chất con người là có xu hướng đấy, tôi nói đầu là gì là muốn mất năng lượng ít nhất để đạt hiệu quả cao nhất. Và có người ai cũng có người lười biếng, có người lười ít lười nhiều. Tôi cũng lười, có những tự thưởng cho mình một chút là buổi sáng mình ngủ đã 5-6 giờ dậy thì mình ngủ 7-8 giờ dậy. Thế là mình có những cái đoạn như vậy thì nhưng mà mình phải vừa phải thôi. Thế nếu mà mình quá thì là thói quen thành cái hàng ngày là mình rất là ngang, thì cái thói quen lười biếng này, cái nguyên nhân đấy là nên cho cái câu chuyện chúng ta luôn trì hoãn, lười nên trì hoãn thế nào. Thứ hai là không có kế hoạch, tùy tiện, vô tổ chức, đúng không? Thế mình đặt một cái câu chuyện thế này là giảm béo, và nói chị em muốn giảm béo, đúng không? Thích lắm. Tớ đợt này là hơi nặng tí, là 70 cân. Bình thường bạn tới một người tới 50 thôi, bạn này có thể lên kế hoạch 20 cân giảm giảm, đúng không? Cứ quyết tâm sáng dậy, quyết tâm giảm béo. Nhưng mà tập không tập thể dục, thế là bảo ở đợt này bạn có thể tập thể dục, có thể tập thể dục, nhưng không làm được cái là kế hoạch tập thể dục. Cứ trôi qua thế, đáng làm được thể dục là ngày tập 30 phút, đúng không? Và mấy giờ phải lên kế hoạch như thế, đúng không? Hoặc là ăn là phải ăn cái gì là chỉ đến từng cái calo thôi, phải ăn được nhiều sao, tức là phải rất là cụ thể, lần kế hoạch và phải cách thức thực hiện, đúng không? Chứ không phải là cứ hô hủy cho tôi tớ phải giảm béo, xong rồi tớ giảm béo nên tớ phải ngủ ngày 12 tiếng, tớ phải giảm béo ăn vô tội vạ đấy, xong rồi ăn vô tội vạ, hoặc là tớ ăn kiêng độ mà 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 thì tớ ăn xả láng bởi vì để bù cho cái ngày mệt quá, tức là béo lên, tức là không phải thực hiện. Thì cái này cũng là rất nguy hiểm, bởi vì nó mình có một quyết tâm nhưng mà mình không lập kế hoạch đạt được quyết tâm đấy và tùy tiện thực hiện thì trở thành vô, thì nó lại thành người trì hoãn, thì nó thiếu kỹ năng cũng là một cái, đúng không? Đấy, giảm béo là không biết cách nào mà thiếu kỹ năng, đúng không? Bây giờ là đi muốn làm giàu nhưng mà cái trì hoãn sự giàu có thì thiếu kỹ năng, không biết làm giàu nào cả, không chịu đi học lớp CEO, không chịu đi học cái lớp mà kinh doanh hiệu quả ở trường kinh thánh, sang giàu như thế,
Thế thì mình là thiếu kỹ năng cũng là một cái rất là quan trọng. Mình học kỹ năng để mình làm cái việc tốt thì nó không trì hoãn cái việc sung sướng nữa, đúng không? Thì mình phải thiếu kỹ năng. Cái sự phân tâm, phân tâm cũng rất là cẩn thận. Tôi thì vợ tôi rất hay chê là anh điện internet, tôi thì là biết là mình cũng bị phân tâm đấy, đúng không? Mà tức là con tôi là chơi game rất nhiều, đây là phân tâm. Các bạn đấy thôi, việc không làm suốt ngày nước mắt, đúng không? Đến đây chơi mục tiêu đến hai đứa ngồi nói chuyện nhau, tâm sự về tình yêu tình báo, mỗi đứa cầm điện thoại nước mắt về chia tay nhau, chẳng biết tâm sự gì. Hoặc là làm việc bây giờ cái bệnh rất khổ là cái bệnh phân tâm, là cái bệnh nước mắt, lệnh lướt internet, lệnh Facebook, quá nhiều thời gian vào Twitter, Facebook, đặc biệt Facebook rất là vô bẩn. Tôi nói các bạn có thể một chút nha, nhưng mình chỉ phải điều tiết. Chứ nếu mà lướt internet nha, hết cái trang này sang trang khác, xong hết là mà địa là ví dụ đánh nhau, xong là hết là tình báo, hết là tình yêu, rồi xong là đến là đủ các kiểu, rất mất thời gian. Thế nên phải rất lưu ý cái đó là phân tâm. Mà phân tâm đến những việc khác không có thời gian, không có thời gian thì anh chịu mạng. Đấy, thành thật anh này là phải rất để ý cái chuyện mà phân tâm cho trên mạng. Một vừa phải, cho nên vừa phải nào là một sự kỷ luật kinh khủng. Đấy, vì nó bảo nghiện lắm, nó mê lắm. Đấy, rất để ý cái rất là bị phân tâm. Thế cái nguyên nhân nữa là tâm lý sợ, tâm lý ngại. Nhưng mà tao sao thì mình cái việc gì mình nhỏ ôi quá sức rồi, bây giờ không biết làm thế nào, thế là cứ chỉ hoãn hoặc là ngại đi, bây giờ đi rửa bát ngại quá, phải để mai rửa, rồi ngày kia rửa. Quần áo thì ví dụ là để cái đấy rồi giặt thôi, không giặt không sao, rồi cứ để thời gian bò bay hết mùi để mặc lại rồi dài dần dần rất là ngại, đúng không? Đấy, sợ ngại đấy, cái việc khó dễ. Còn cái việc mà mình người ta giao cho mình không biết thích, mình cũng không muốn làm, mà không muốn làm thì lại trì hoãn. Thì đấy là những nguyên nhân mà để tạo ra cả một cái câu chuyện là tại sao người ta chả làm. Thế thì bây giờ có cái nguyên nhân đấy nhá, thì đây chúng ta sang xem là chúng ta làm như thế nào. Đây này, chữa bệnh, biết được bắt được bệnh là ai lại mắc cái bệnh này rồi, đúng không? Nguyên nhân để biết là vì sao nó ra cái bệnh rồi, thì bây giờ chúng ta phải chữa bệnh. Tức là bây giờ ấy, là chúng ta có một cái việc gì đến tay chúng ta, chúng ta phải động cái kế hoạch và tổ chức cái phương án hành động, đúng không? Phải làm kế hoạch. Và con người chúng ta quan trọng nhất, tất cả các bạn đây thấy như tôi đã rất làm việc rồi, làm cái gì cũng là kế hoạch, xong kế hoạch thì tổ chức hành động. Nếu mà các bạn có thể làm được cái hàng ngày, các bạn làm một kế hoạch ngày, quên tháng, quên năm và thực hiện hết cái gì đó thì các bạn sẽ đạt mục tiêu. Bởi vì nếu không thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, cứ một tí là tuần thứ hai, một lúc sau thì hết tuần, trong thời gian sau đang hôm nay Noel làm nhằng thời gian nó thấy nó cũng sinh nhật và lại Noel tiếp rồi. Nó rất nhanh mà nghĩ đi nghĩ lại nhé, bạn nghĩ lại một năm bạn chưa làm được cái gì cả, có phí không, đúng không? Rất là phí. Nha. Mà cuộc đời chúng ta thì có mấy chục năm thôi, và nó trôi như thế trở thành một phí, đúng không? Thế vậy là phải lời kế hoạch của sự hoạt động. Mà khi chúng ta hành động thì chúng ta có cảm giác sống, mà khi chúng ta có cảm giác sống thì chúng ta thấy cuộc đời mình mới hạnh phúc và cuộc đời mới là đáng sống. Bởi vì nếu chúng ta không cảm giác sống thì cuộc đời là vô nghĩa, mình sống chẳng cho ai cần, không ai cần đến mình, và có nhiều lúc mình chẳng cần đến mình nữa nên mình mất đi, đúng không? Thế đấy là cái chỗ là cái gì là đây, cách của nó là gì? Cái việc lớn phải cần chia ra, chia thời gian, chia nhỏ mục tiêu ra, chia nhỏ. Ví dụ các bạn giảm béo đúng không, thích béo thì đẹp lắm, chứ mình bạn người mẫu cứ chân dài những nách rồi đi lại thì rất đẹp xinh thì thích. Thế nhưng mà giảm 20 cân thì lại không, thì muốn ngay mày ngay giảm luôn, uống cái thuốc gì giảm lú ấy, một cái mắt là giảm 20 cân ngay thì có thích thế thì không được, thì phải làm như là 6 tháng chia 20 cân ra, chia sáu mỗi tháng giảm khoảng 3 cân đúng không? Xong là mỗi tháng đấy thì mỗi tuần thì giảm 1 cân, ví dụ thế. Xong là muốn giảm 1 cân thì vân vân, thì phải chia nhỏ thì cho nó có vẻ đấy hơn, chứ lập tức phát giảm 20 cân là rất khó. Ví dụ như thế, các bạn giảm như là giảm, mình chia nhỏ cái mục tiêu ra để mình hành động thì mình cảm thấy cái mục tiêu nó dễ với hơn, đúng không? Cũng như các bạn muốn là kiếm ví dụ một năm là năm nay bạn muốn kiếm là ví dụ là 1 tỷ, đúng không? Nghe to đúng. Nhưng nếu bạn chia nhỏ ra tháng 100 triệu thì bạn nhỏ hơn, bạn chia nhỏ ra tuần bạn cảm thấy nó nhỏ hơn nữa, thì cái cảm thấy cái mục tiêu gần gũi hơn, mà mình dễ đạt hơn, đến lập cái chi tiết. Thì mình chia nhỏ mục tiêu ra mình cảm thấy dễ phối hơn.
Thế nhiều khi mình đẩy mục tiêu to quá, mình cảm thấy nó choáng là mình chưa quen. Chưa quen thì khi nó tạo ra cái cảm tâm lý là mình rất khó đạt vào tâm lý, tạo tâm lý. Một cái tâm lý ấy thì là ấy thì là mình không muốn làm. Thế là nó cản trở. Thế thì khi mà đã có những mục tiêu rồi, có thời gian rồi, mình phải có kỷ luật với bản thân mình. Đúng không? Ví dụ nói là em thường xuyên là 8-9 giờ dậy thì tập mục tiêu được, 7 giờ dậy tập chuông, xong 7 giờ 15 ăn sáng, xong rồi ăn sáng rồi rời khỏi cơ quan ngay đến cơ quan đúng giờ, xong rồi 5 giờ em đi tập để giảm béo xong là ăn xong phải quyết tâm là phải rửa bát, không để nó hôi thối đấy, xong vân vân đại khái, thế là nó phải rất là kỷ luật, thành kỷ luật, đúng không? Như Ngọc là vào 3 tháng quyết tâm thuê nhà thương chú mình là đặt lên thuê bằng được, thì khi mà được cái đấy là nó được một việc để làm việc khác thì nó sẽ hiệu quả. Thế mình rất là kỷ luật đây, không phải là kỷ luật cả công việc, kỷ luật với cái mục tiêu của mình đặt ra thì nó rất là quan trọng, rất là kỷ luật, nó tạo thói quen tốt. Ngày xưa thì ăn bạ ở vật, đúng không, tức là thường mấy giờ dậy được, mấy giờ ăn cũng được, mấy giờ ngủ cũng được, hay không, tạo thói quen tốt là cái đúng giờ dậy dậy à, ăn sáng đúng giờ đấy, tập thể dục đúng giờ đấy, đi học đúng giờ đấy, làm thì khi mình tạo thói quen tốt thì tự nhiên cái thói quen đấy nó nhập vào mình nó không trở thành người trì hoãn, nó tự nhiên thành một thói quen tốt, đúng không? Mình tạo thói quen, cái thói quen tốt rất quan trọng, bởi vì rất nhiều bạn trẻ là sống buông thả, không có kỷ luật bản thân. Đấy, ví dụ quyết tâm học tiếng Anh, đúng không, thì phải lập kế hoạch dành là em một tuần là phải quyết tâm học 3 giờ tiếng Anh lên lớp, 4 giờ tiếng Anh là học tự học, đúng không, trước khi ngủ và phải có 15 phút nghe nhạc nghe tiếng Anh, tự nghe tất cả đấy, phải ví dụ như thế, tạo một thói quen tốt, cứ đến đấy là giờ nó người lúc đấy nhờ nó bớt người bởi nó như cái máy đến giờ nó điểm rồi, thế là mình có thể đi dần dần tiếng Anh mình tốt, đó là mình mục tiêu mình đặt ra, mình phải đạt được. Thế là cái tự giám sát hoặc cần phải tự giám sát là một tự giám sát theo kế hoạch của mình, nhưng có những người ấy, là cần phải thúc vào mông, tức phải bên ngoài nhờ đi vợ mình ạ, em ơi nếu mà em mà thế anh em phải cầu nhờ nhé, thế bà vợ là cái chức năng giám sát là cầu nhờ. Thế mà khi cầu nhờ thì là mình sẽ bị sức ép, thì cầu nhờ quá chịu, thế mình cứ làm. Đúng rồi, vợ cũng là rất hay hay cầu nhờ lắm, cầu nhờ rất chuẩn đấy, thì là mình sẽ không thể đời, đúng không? Đấy là rất hay rồi đấy. Đấy, nhà đáng lẽ là 6 giờ dậy rồi, nhưng mà 6 giờ bắt đầu vợ vào đá vùng dậy đi, đưa con đi học, như thế là tự nhiên mình lại là cái người mà không chịu hẳn nữa, bởi vì có vợ là người đi kiểm soát rồi, thì mình đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà cũng không thể nào làm khác được, mình nhờ người khác làm được. Giờ đây là ví dụ ở nhà là vợ, đúng không, ở trên cơ quan là sếp hoặc là trưởng phòng hoặc là những người bạn đồng nghiệp của mình có thể nói họ, là nhắc nhở mình, họ thúc ép mình hoặc là họ vân vân hỗ trợ mình, thì nó có hai chuyện tự giám sát và sự giám sát bên ngoài rất là quan trọng. Nếu con người ta nhiều lúc là cần sự hỗ trợ bên ngoài, mỗi mình chúng ta nhiều khi là cái trí mạng suất. Thế còn đấy, cái tránh xa sự quan tâm, tôi nói với các bạn đấy, internet ít thôi, Facebook ít thôi cũng được, thời đại này thông tin được, nhưng tránh sự phân tâm, đúng không, cà phê cà pháo rồi đi chơi vô bổ, tức là những cái việc đấy tránh phân tâm rất nhiều, bởi vì cứ thời gian có hạn, thế nên mình cũng có, nhưng mà hợp lý thì hơn là tức là có cái đấy xa và đấy thích lắm, tại nó có xa nó cứ phê xong rồi đến lúc mà nhìn lại thời gian nó trôi đi phê quá thàn cái gì. Thế thì muốn mà để tránh xa sự tâm thì phải tạo ra các cái trở ngại, tức mình tạo ra trở ngại, ví dụ nhà tôi nhá, cắt tivi, đúng không, bố thì là mẹ nhắc là thôi xem tivi vừa thôi để cho con nó theo, nhưng bố thì cứ thời sự thì không thể cưỡng được, phải xem tí. Thế nhưng mà để thằng con mà xem thì là lúc sau nó lại nhảy đến chơi game. Thế thì tôi để tốt nhất là không phải cái này, cắt thì đi. Và các bạn nào mà ví dụ ở đây ấy, là xem internet nhiều ấy nhá, đúng không? Cắt internet. Đấy, đúng không? Cắt wifi. Không, tôi nói như phải cực đoan thế. Để làm sao để mình giáo dục cho mình dần dần cái thói quen này thôi. Đừng có nghiện, đừng có mất thời gian, đừng có vô bổ. Đúng không? Và có những người bạn mà ở trên Facebook ấy, tôi nói có những người không? Hàng nghìn người bạn, nhưng người bạn là toàn những người bạn vô nghĩa, chả có lợi cả, cắt bớt đi. Tại vì chúng ta biết ra qua, và mình mà muốn để tình bạn bền chặt, một điều nguyên tắc là này, cái tình yêu tình bạn mà tăng trưởng là bạn phải dành thời gian cho. Một trong những chỉ số để giữ được mối quan hệ tốt là phải dành thời gian. Mình là sao thì dành thời gian cho một nghìn người bạn, ai mình tốt cả thì bớt đến tốt được giả vờ, tốt hời hợt, tốt môi lưỡi, tốt gọi là không có trí tuệ, tốt gọi là hơi.
các bước tập trung vào một số người bạn có thể giúp ích cho mình về mặt kiến thức, giúp ích về mặt công việc, giúp ích cho mình thuận lợi. Còn những kia là mạng xã hội, cho nên đây đến chỗ nào cũng nhớ từ bạn trẻ tới comment suốt ngày, cả những người trẻ biết mới quen cho đến vừa nickname xong là vừa cốt nét nói xong cũng comment cũng hết, rất mất thời gian. Chả giải thích. Thế tôi nói là ý là mình bớt phân tâm, là cắt hết tất cả những thứ mình biết. Đấy, mình giải quyết, mình tập trung vào những cái gì mình có. Đúng không? Đấy, như thế. Thế nữa là mình nghĩ đến phần thưởng bắt tay vào luôn. Nghĩ đến phần thưởng hoặc nghĩ đến điều tồi tệ ra, ví dụ làm việc ở cho cơ quan mình nghĩ là ôi tôi chết cũng làm này sẽ nó phạt và mình trừ lương thì nó cũng làm cái động lực thúc đẩy làm việc không chỉ hoàn. Đấy, không chỉ hoàn. Nghĩ đến phần thưởng. Thay đổi tư duy. Ví dụ này, tôi là tôi chia sẻ anh chị em cái tư duy của mình như này. Nếu mình coi công việc là niềm vui thì nó đem cho mình rất nhiều sự sung sướng. Nếu mình coi công việc là gánh nặng thì nó tự nhiên sẽ thành gánh nặng. Ví dụ bạn vác một cái số nước từ tầng 1 đến tầng 5, đúng không? Chồng bạn sai bạn khó chịu không? Khó chịu đúng không? Anh đàn ông là có vác cho em cái nọ tiền không? Nhưng bạn cứ thử đấy là một cuộc thi bắt nước từ năm, nếu bạn chạy còn thục mạng còn dưới bộ thân mà cố lên sau đây còn cười nho hoa rồi chắc là từ năm mình nhắc họ đúng không nào. Nhưng mà nếu mà xét từ mặt công việc ấy, như nhau cũng là xác cái thùng nước từ 1 từ 5, nhưng mà tại sao có lúc bạn vui như hội nhưng có lúc bạn lại cảm thấy nó cái nhau bởi vì tâm lý, đúng không? Nếu nghĩ là cuộc sống là một cuộc trải nghiệm, cuộc sống là một niềm vui vô tận, bạn sẽ bớt đi những nặng rất nhiều. Nếu bạn tin gì đấy là bắt phải làm, nếu tin gì đấy bạn coi đấy là một sự trải nghiệm thì nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Bạn coi đấy là một sự những bước thành công như đó, những thứ để đạt mục tiêu thì nó sẽ trở thành câu chuyện rất đơn giản và bạn sẽ thấy rằng là như vậy bạn sẽ không chỉ hoãn nữa, đúng không? Đấy, đó gọi là mình thoát khỏi cái bẫy tâm lý là lúc nào mình cứ dùng từ mình phải làm, đúng không? Bây giờ bài tâm lý đấy là như vậy, thay đổi tâm lý, thay đổi tư duy đi, vui vẻ lên, đúng không? Vậy có thứ. Nếu là không thích thì thôi hẳn, còn nếu là thích thì phải làm cho nó rất đẹp. Đấy là nguyên tắc của nó như vậy. Đừng mất thời gian vào cái thứ mà cứ rơi nửa chuột. Đúng không? Thích chẳng lẽ không được không? Thích để phải làm cho ra hồn, không thích cắt. Mình làm gì có nhiều cái thời gian cứ đi ngồi đấy. Còn cái gì cứ nửa rơi nửa chuột nó trả ra kết quả gì thì rất phi phạm. Đấy, xin rồi rồi thì để nó sẽ phi phạm. Thì sẽ bị phạt, là mình sẽ mất việc, là mình sẽ bị mọi người coi thường, đúng không? Còn nếu phần thưởng mình nếu mình làm tốt rồi mọi người khen đấy, sách thùng nước lên tầng năm mọi người vỗ tay sướng quá, sách ngay đấy là cái vân 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 vân. Đấy là những câu chuyện nó nói cái mô hình để mọi người thấy là hãy vui vẻ sống, có người vẻ sống bởi vì quỹ thời gian chúng ta hãy tận dụng những giây phút mà Chúa cho chúng ta sống như vậy, đừng có đau khổ cái câu chuyện suốt ngày đắn đo chúng ta được mất đấy là cách mà chữa bệnh. Thế thì tất cả việc tôi trao đổi các bạn nó chỉ ở trong hai câu này mà phụ nó dạy rất đơn giản nhưng mà đầy ý nghĩa. Thứ nhất, điều hôm nay chưa thể ngày mai có nghĩa là gì? Lập kế hoạch làm cho đi rất điểm nó đi, đúng không? Và xong rồi thì ngày mai ra việc khác hiệu quả, đúng không? Rất nhiều người mắc cái bệnh là việc hôm nay nhưng mà cứ để chờ ngày mai mới làm. Việc hôm nay là bài rửa bát thôi, là rửa bát xong luôn, làm bài tập hôm nay là cho nó xong đi, đúng không? Xong đấy là câu của cụ rất hay, càng nghĩ càng hay. Và hai câu này nó bao gồm toàn bộ cái chia sẻ của tôi vừa rồi, đó là một cái thành ngữ người Việt Nam nào cũng biết. Điều thứ hai là không ham mê cho sung, đừng có chờ nó rơi vào một mình mà mình lập kế hoạch, mình chủ động nó, đúng không? Và mình phải làm cho nó ra kết quả, đúng không? Để tự nhiên mình bắt sung nhăn cũng phải chờ há mồm sung nó rơi vào một mình, đúng không? Đã thì bảo thì hai cái việc này là nó toát lên tất cả cái câu chuyện là làm sao lập được vô chỉ hoàn. Mà tôi rất tâm đắc hai câu này ở cái câu chuyện được chia sẻ với các anh chị. Nó chỉ ở trong hai câu này, anh chị nghĩ là nó tất cả và mới thấy rằng là trí tuệ của các tiền nhân chúng ta rất cao ở hai câu này. Đấy, điều này sẽ là ngày mai không chỉ hoàn, không hám được cho sung, không thể cứ ngồi hám được chuôi cho sung dơ mồm con không có. Chúa không phải chúc phước cho những con người lười biếng và kiểu như vậy, đúng không? Chúc phước hành động này, đúng không? Ít nhất cũng phải lời kế hoạch mà thứ nhất là bây giờ phải học kỹ năng làm sao leo cái sung đấy, xong rồi lời kế hoạch là lên cái sung thì làm cành nào trước cành nào sau rồi bắt nó bạc được nó như thế, thế là chẳng nó có hết. Trông thì rất là giản dị thôi,
Thế đấy, hôm nay tôi muốn chia sẻ cái câu chuyện là không chỉ hoãn này, và đó nó cuối cùng nó kết quả là cái gì, là nó đem lại cái gì, là chúng ta sử dụng cái thời gian chúng ta, cái tài sản rất quý giá của ban chúng ta cách hiệu quả nhất. Và qua cái câu chuyện đấy, chúng ta không chỉ hoãn về thời gian chúng ta nó có hạn, nên không chỉ hoãn được là cái gì, chúng ta đạt được kết quả trong cuộc đời chúng ta từng bậc thang một, từng bậc thang một, và để đến những cái giá trị mà chị em mong muốn. Thì cũng là xin chúc anh chị em là dần dần bỏ các thói trì hoãn và hành động ngay khi mình muốn, hành động ngay khi mình muốn. Muốn như vậy thì các giấc mơ của anh sẽ đạt được, đúng không? Mình muốn thành người giàu có thì ngay là tự nhiên làm giàu đi. Mình muốn thành ca sĩ thể hiện giọng hát đi. Mình muốn là chọn thành một người không béo thì giảm béo ngay đi. Vân vân vân, tức là mình phải hành động, đúng, đừng trì hoãn, và có kế hoạch hành động cụ thể. Và cái hành và cái mục tiêu của mình là gì, cách thức nó là mục tiêu to trên thành mục tiêu nhỏ, và tập các cái thói quen tốt để không bao giờ chúng ta trở thành những người chịu, và vứt bỏ tất cả cái gì rơm rác xung quanh không quan trọng đi, để tập trung vào những người quan trọng cơ bản nhất. Tại như tôi nói như internet như thế,